Samsung Galaxy Note 9, có lẽ ở thời điểm hiện tại thì anh em đều đã xem rất rất nhiều những cái video mở hộp đánh giá trên tay nhanh từ quá quá nhiều các kênh khác rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định kiểu chờ đợi một tí, lùi lại về sau một chút để nhìn thấy Note 9 rõ hơn, để mà đưa đến cho anh em được những cái đánh giá nó sơ bộ và tổng quan nhất về Galaxy Note 9. Smartphone đang có rất rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, có người thì bảo Note 9 quá đắt, quá ít sự đổi mới. Có người thì bảo với những cái thay đổi như thế này thì thà mua S9 cộng hay Note 8 còn hơn. Có người lại nói đây là một mức giá rất là tốt cho Note 9 với những cái thay đổi cực kỳ tuyệt vời đến từ bộ S Pen. Vậy thì chi tiết nó như thế nào? Đây sẽ là những cảm nhận đầu tiên của mình về Galaxy Note 9. Chúng ta sẽ đến với ngay cái máy đi, bỏ qua hộp một bên vì anh em đều đã quá rõ cái hộp rồi. Mặc dù mình rất là khoái hộp này. Giá bán của Note 9 anh em có thể tham khảo ngay. Giá bán của Note 9 anh em có thể tham khảo ngay ở chuỗi hệ thống của Xiaomi. Mình sẽ để link mua hàng ngay phần mô tả video. Và chúng ta sẽ đến với những cái điểm mà mình thích ở Note 9 trước. Anh em nào mà muốn ném đá NT mình thì có thể tua qua cái đoạn này. Đầu tiên, cá nhân mình không thực sự có quá nhiều kỳ vọng khi mà đến với sự kiện Samsung Unpacked, vì những gì mà chúng ta cần biết đều đã leak hết từ trước rồi. Và nó leak như thế nào, máy ra y hệt như vậy, không khác tí gì cả. Nhưng vẫn sẽ có những cái điểm mà khiến mình phải cảm thấy khá là hào hứng và kiểu khoái với cái máy này. Chúng ta sẽ có những cái lựa chọn màu mới rất đẹp, rất phong phú, một trong những cái điểm mà mình cực kỳ thích Samsung. Đặc biệt là cái phiên bản màu xanh này, các bạn sẽ có một cái bút là màu vàng. Yeah, màu vàng nhìn cực kỳ sang chảnh như thế này. Và nếu như bạn nào mà rút cái bút này ra sử dụng ở chỗ đông người, nhìn nó sẽ cực kỳ tranh xả kiểu gentleman quý ông quý bà. Mình rất là khoái cái màu bút này. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái nâng cấp rất là mạnh ở phần bên trong. Chúng ta sẽ có một viên pin 4000 mAh. Nghe đây, nhiều bạn có thể nói rằng nhưng nó đổ ra. Thì Samsung có tuyên bố là hãng đã thử nghiệm cực kỳ kỹ, đã qua rất nhiều bước kiểm nghiệm để cho chúng ta có được một thiết bị Samsung Galaxy Note với dung lượng pin khủng nhất từ trước đến nay. Cái này các bạn có hoàn toàn thể yên tâm, vì mình nghĩ là nếu như mà Note 9 nó còn nổ được nữa ấy, thì Samsung chắc là bán nhà máy ở vừa. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái nâng cấp mà mình cảm thấy khá là khó hiểu khi mà Samsung không thực sự nhấn mạnh nó, chính là nằm ở bên trong một cái hệ thống tản nhiệt nước và carbon. Một trong những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm ở thời điểm hiện tại, khi mà khoảng cách giữa các flagship đã ngày một ngắn lại và cái tốc độ của CPU xử lý thì tăng dần với một cái tốc độ chóng mặt, thì một trong những cái điểm mà chúng ta cần phải quan tâm chính là ở cơ chế tản nhiệt. Và Note 9 với cấu hình khủng như thế này mà Samsung lại cực kỳ quan tâm đến cơ chế tản nhiệt, giúp chúng ta có được một cái thiết bị chơi game ngon này mà lại còn mát mẻ trong quá trình sử dụng, thì là một trong những cái điểm mà mình cảm thấy Samsung thực sự đã và đang làm hết sức mình để đem đến một sản phẩm vì người dùng. Đây là một điểm mình rất là khoái. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm một cụm camera kép giống hệt so với S9+. Chúng ta sẽ có thêm một khẩu độ có thể đóng mở và tùy chúng ta quyết định ở trong cái chế độ manual, cực kỳ hay, với một khẩu độ siêu lớn là F1.5. Và sẽ thật thiếu sót nếu như mà không nhắc đến những cái thay đổi trên US Pen. US Pen đã qua tới rất rất nhiều đời Note khác nhau, và mình đã từng đặt ra một câu hỏi rằng với những cái nâng cấp nó quá mạnh mẽ như vậy thì liệu Samsung còn có thể làm gì với bút S Pen nữa, khi mà bản thân bút S Pen đã quá tốt rồi, đã nhận diện được rất nhiều lực bấm, đã có thể làm được rất rất nhiều thứ khác nhau rồi, thì đến Note 9 Samsung thực sự đã khiến chúng ta phải bất ngờ. Đó chính là hãng đã nhét thêm được một kết nối Bluetooth giúp chúng ta có thêm một cái bút S Pen không khác gì một cái remote điều khiển để có thể làm thêm được hàm bà lằng nhằng các thứ khác. Đây là một trong những điểm mình cực kỳ thích. Sự kiện Samsung Unpacked ra mắt Note 9 có thể nói là cực kỳ hoành tráng, màu mè tét tè loe luôn. Nhưng bản thân Note 9 nó lại không thực sự hào nhoáng đến như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái phần mà mình chưa ấn tượng làm với Note 9. Đầu tiên thì truyền thống của sự kiện Samsung Unpacked thì chúng ta sẽ có Galaxy Note là tâm điểm. Ấy vậy mà trong Samsung Unpacked 2018, Galaxy Note 9 lại không còn là tâm điểm nữa. Và nó còn chưa chiếm được gần đến một nửa thời lượng chương trình mà Samsung phải cắt xén đi và nhồi thêm cho rất nhiều những cái sản phẩm khác. Và Huawei mới ngày hôm qua đã up lên một cái tấm hình mà mình nghĩ khá là thú vị. Huawei có nói là Note 9 so với Note 8 nó chẳng phải là một cái nâng cấp gì quá rõ ràng, và phải như Huawei, như chiếc P10 sang P20 mới là một sự nâng cấp thực sự mạnh mẽ. Điều này mình rất là hiểu, mình có dạo qua một số những video trên tay khác, mình đọc comment của các bạn thì có rất nhiều người nhận định rằng Note 9 so với Note 8 nó có thể coi là một phiên bản Note 8S thôi, vì nó không có quá nhiều thay đổi ở đây. Nhưng một trong những cái điểm mà chúng ta cần thực sự quan tâm đấy là về mặt mức giá. Mình không bàn đến mức giá nó rẻ hay đắt, mình không bàn đến mức giá nó có phù hợp hay không, nhưng quan trọng mức giá dù như thế nào thì nó phải đáng.
Và với Note 9 chúng ta đang có phiên bản tiêu chuẩn là với mức giá khoảng gần 25 triệu. Đây là một mức giá mà khiến rất nhiều người phải băn khoăn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang có S9 cộng với mức giá giảm cực kỳ sâu, chênh lệch rất rất nhiều. Hàng mới đang có mức giá loanh quanh khoảng 19 triệu. Trong khi đó nếu như các bạn mua hàng cũ đã qua sử dụng nhưng vẫn là chính hãng, chúng ta sẽ còn có mức giá hấp dẫn hơn là 16 triệu. Trong khi đó Note 8 còn sốc hơn rất là nhiều khi nếu như các bạn lựa chọn cái phiên bản đã qua sử dụng thì nó chỉ còn có khoảng 14 triệu thôi. Hàng mới sẽ là khoảng 16 triệu. Với những cái gì chúng ta có thể có được ở S9 cộng thì mình nghĩ là một cái trải nghiệm hoàn toàn gần như là tương đồng đối với Galaxy Note 9. Thì với mức giá chênh lệch nhiều đến như vậy, các bạn nghĩ sao? Bản thân S9 và S9 cộng không phải là một bộ đôi bán được quá nhiều và chúng ta dễ dàng đọc được những cái dòng tít là S9 và S9 cộng là bộ đôi có cái doanh số thấp nhất của dòng S từ trước đến nay các thứ. Thì với Note 9, khác biệt cơ bản nằm ở Book S Pen, thì liệu rằng với mức giá này Note 9 có bán được nhiều hay không? Các bạn nghĩ sao? Ngoài ra thì có một cái điểm nữa mà mình thực sự băn khoăn với Galaxy Note 9, đấy chính là ở Book S Pen. Mọi nâng cấp của Note 9, tất cả những cái hào nhoáng nhất của Note 9 có thể gói gọn lại trong Book S Pen này. Ngay cả những cái hình mà Samsung quảng cáo, những cái poster quảng cáo cũng chỉ chụp duy nhất hình cái Book. Và chúng ta có thể nhớ là trong suốt sự kiện thì Samsung đã dành phần lớn thời gian để nói về Book S Pen này. Và đối với những bạn nào mà không cần đến cái Book S Pen này thì rất là ít lý do để chúng ta bỏ ra một số tiền quá lớn chênh lệch với S9 cộng để mà mua Note 9. Đối với mình thì từ trước đến nay mình luôn sử dụng điện thoại và mình quen với việc sử dụng tay cảm ứng rồi. Đối với mình thì việc có thêm một cái bút hay không có một cái bút thì nó không quan trọng lắm. Và cá nhân mình cũng không thực sự sử dụng cái bút này quá nhiều. Do đó thì vì cái mức giá chênh lệch này nó khiến cho mình phải cảm thấy suy nghĩ. Nhưng đối với những bạn nào mà đã quá thích cái Book S Pen, đối với những bạn nào không để sống thiếu nó thì đây là một nâng cấp mình nghĩ có thể coi là thực sự rất rất đáng giá. Ngoài ra chúng ta còn có thể kể đến một số những cái điểm khác mà Samsung có nhấn mạnh về Note 9. Đấy chính là về những cái tính năng cộng dồn thêm như là Samsung Deck này. Các bạn có thực sự cần cái tính năng Samsung Deck này hay không? Một cái nâng cấp cực kỳ đáng giá là chúng ta đã không còn phải sử dụng cái bộ chuyển đổi Deck nó cồng kềnh nặng nề nữa, mà thay vào đó chỉ là một cọng dây thôi. Nhưng mà cái viễn cảnh mà mình thực sự thấy cái Samsung Deck này nó có tác dụng thì mình vẫn chưa nhìn thấy nó lắm. Và mình nghĩ rằng đối với mình thì mình cũng không thực sự sử dụng cái tính năng này nhiều. Và đó là những cái cảm nhận rất là nhanh của mình về Galaxy Note 9, những cái mà mình cảm thấy rất ấn tượng và những cái mà mình cảm thấy chưa thực sự ấn tượng nhiều lắm về Galaxy Note 9. Và có thể gói gọn lại cho một câu thôi: mức giá của Note 9 sẽ thực sự khiến cho chúng ta phải đắn đo là rất nhiều. Vậy còn các bạn nghĩ sao về Galaxy Note 9? Thông qua sự kiện Samsung Unpacked thì Samsung đã gửi một cái bức thư tuyên chiến đến thẳng cửa của Apple, khi tất cả những cái sản phẩm của máy Apple đang có chủ lực thì Samsung đều đã có câu trả lời. Chúng ta có Note 9 này, chúng ta có Galaxy Watch, chúng ta có một cái loa để đối đầu lại HomePod là Galaxy Home hay cái gì đấy mình cũng không nhớ rõ tên lắm. Vậy thì câu trả lời của Apple sẽ là như thế nào? Ngay trong tháng 9 tới thôi, chúng ta sẽ có tới 3 thiết bị iPhone khác nhau. Và chúng ta cùng chờ đợi xem câu trả lời của Apple với Galaxy Note 9 sẽ là như thế nào. Và còn đối với các bạn thì các bạn nghĩ sao về Galaxy Note 9? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Anh em ơi!